Hi cả nhà mình nha. Thì hôm nay em Miu sẽ quay và review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng xe Exciter 155 phân khối về phiên bản 2024 cho cả nhà mình cùng tham khảo nha. Và phiên bản E150 nữa nha. Mọi người mình đang quan tâm cũng như là đang có ý định mua xe trong thời điểm hiện tại thì liên hệ liền ngay cho em Luyến ha, để nhận ngay 2 triệu đồng xe đi lại kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng ha. Số điện thoại và Zalo của em Luyến là 0346 552 628 nha. Cả nhà mình mua xe có liên hệ liền để được hỗ trợ cũng như là nhận về rất là nhiều phần quà tặng ưu đãi trong tháng 4 tháng 5 này nha cả nhà. Thì về phiên bản hôm nay lên đầu tiên mà để mà phiên bản mới về mà Luyến cũng ít thì quay cho cả nhà thì có lẽ là về ba màu là phiên bản màu đen bóng này, đen bóng nha cả nhà, phiên bản cao cấp của dòng S155 2024 nha, cao cấp nha, không có ABS nha cả nhà nhưng mà có smart key ha. Rồi em xem phiên bản màu xanh này, xanh bạc này cũng là cao cấp nha, và em xem màu đỏ. Thì nói chung là bản cao cấp của E155 2024 thì nó có 3 màu nha cả nhà, là màu đen, màu xanh và màu đỏ nha, 3 màu thôi. Mức giá hiện tại thì đang hỗ trợ cho cả nhà thì chỉ có 47.900 nha. Trả trước cho Luyến thì chỉ cần duy nhất là tầm cỡ 7 triệu, 7 triệu 8 triệu là sở hữu xe nha. Góp thì 7 triệu 8 triệu là hỗ trợ bao đồ hồ sơ rồi. Rất là nhiều màu sắc nha. Phía bên này Luyến có phiên bản ABS, thì bên kia có ABS là có màu xanh xanh GB này, màu trắng màu trắng mâm vàng đồng này, rồi em xem màu xám này, tấm xi măng, rồi màu đen bóng mâm đồng này, rất là nhiều màu sắc nha cả nhà, có thể nhắn tin riêng bản monitor nữa để Luyến gửi hình ảnh chi tiết qua cho cả nhà mình tham khảo nha. Mức giá hiện tại thì đang hỗ trợ chỉ có 50.900 đến 51.900 nha. Có liên hệ đặt lịch trước giảm 2 triệu đồng ha, còn có 48.900 thôi cả nhà. Bản cao cấp Smart Key thì có 45.900 thôi. Mức giá hỗ trợ ưu đãi có liên hệ trước cho Luyến nha. Ngoài ra Luyến có hỗ trợ là ship xe về tận nhà nha, cũng như là hỗ trợ là sơn độ màu theo yêu cầu. Cả nhà mình muốn sơn lên bất cứ màu nào cứ nhắn tin liền cho em Luyến nha. Cửa hàng Luyến thì ở Bình Dương. Cả nhà ví dụ đi xe đò tới có thể tới ngay cổng chào khu du lịch Đại Nam hoặc là ngã tư Thợ Sao, alo liền qua số hotline của Luyến hỗ trợ đón mọi người. Ngoài ra còn được hỗ trợ rất là nhiều phần quà chương trình ưu đãi trong tháng 4 tháng 5 này nha. Cảm ơn mọi người.